Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Mai Thị Kim Hoa, ở Đồng Nai và năm nay 24 tuổi. Em đang làm công việc gì? Em làm huấn luyện viên aerobic. Rồi, mời bạn trai bên kia. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hữu Luân, em sinh năm 1988, đến từ Hà Tĩnh. Công việc hiện tại là đang biểu diễn môn văn hóa nghệ thuật dân ca ví dặm. Và hiện tại thì em đang sống ở quận 12. Hôm nay em có thể mở màn một bài hát nào đó. Em xin hát đoạn trong bài Phụ Tử Tình Thâm ạ. Mời anh Linh với mọi người cùng nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay quá. Quá. Bây giờ em hãy nói cho bạn gái mình biết những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là không hút thuốc, không uống rượu, quan tâm và chia sẻ. Điểm yếu của em đó là hơi trẻ con một tí, nó hơi nghịch ngợm, những kiểu phá phách tí. Không, vui mà, cuộc sống cần nên nghịch ngợm phá phách chút cho nó vui. Dạ. Không sao cả. Mình có thích một người đàn ông có một tính hơi trẻ con một chút xíu không? Em đã trẻ con và năng động. Một người mà em nương tựa là phải trầm lặng và sâu lắng. Chết rồi. Phải trầm lặng và sâu lắng. Nhưng mà đó là mình mới nói thôi. Cái đó là cái điều mình mong muốn thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái duyên nhiều khi mình phải nhìn thấy mặt mình mới biết được. Ai biết được yêu ai... rồi. Đúng rồi. Rắc đồ đi theo xem. Đúng anh rồi. Thấy anh sâu lắng không? Hát một bài dân ca nghe sâu lắng ghê không? Dạ, em thấy sâu đấy. Rất sâu lắng luôn. Lắng để tí nữa thì xem sao. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mình nói cho anh biết luôn. Điểm mạnh của em là cứ nhạc năng động em thích. Điểm yếu là giờ đây không. Bây giờ dây thun rồi sao tới lớp trẻ hả? Nhưng mà dây thun có 50 phút mà. Nhưng mà em có thể phóng xe tốc độ. Hả? Thôi 7 trời ơi, phóng xe tốc độ em cao. Em nói cho vui thôi. Em giờ dây thun có 5 phút thôi. Nhưng mà ý là đến lớp vẫn kịp. Nhưng mà về vấn đề tinh thần thì hơi vội vàng xíu. Đúng rồi. Tại sao mình biết khuyết điểm vậy mà mình không sửa? Thật đang cố gắng và đang hoàn thành được rồi. Rồi bây giờ một người thì ở quận 12 em ở Đồng Nai em là lúc nào? Đồng Nai em ở Gia Kiệm. Gia Kiệm. Quận 12 xuống Gia Kiệm. Bạn trai biết Gia Kiệm không em? Dạ không ạ. Em không hả? Thì biết tên đường rõ ràng cơ. Gia Kiệm là ở Đồng Nai chứ không phải đường Gia Kiệm. Anh lên Google search có hết nha. Ừ. Rồi nếu mà ở cách xa nhau vậy thì một tuần mình hẹn hò mình gặp nhau được mấy lần? Tùy vào bạn nữ thôi chứ còn đàn ông một khi đã yêu thì lãng mạn thì giờ nào cũng có thể tới. À, thấy chưa? Cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đủ không? 10 ngón đủ không? Vậy mối tình dài nhất là được bao lâu? Cứ 30 ngày là chưa tài. Có tìm hiểu nguyên nhân không? Có chứ. Nguyên nhân thứ nhất, em là một huấn luyện viên aerobic, nói em về chăn heo. Mà em không thích chăn heo, em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay. Em trai em mốt em lấy vợ về, em định cho vợ làm gì cưng? Chăn bò. Công việc thì em cũng không yêu cầu, bởi vì là bây giờ là thế, bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là sẽ tốt hơn. Đó dễ nhưng mà. Mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như anh nói phải chăn bò đó. Ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái anh nào lý do hay hơn nữa không? Có. Anh nào? Anh sao? Thứ hai. Anh thứ hai. Sao đẹp vậy? Trai, phong độ. Em rất thích. À. Nhưng cái việc mà đi ăn mà đến rồi tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một. Thì em đừng sau... có tính, em cứ ngồi đó, em đợi. Sau đó nói à, em ơi thôi em chạy cho anh nhất lần sau anh chạy. Đàn ông cái gì mà cứ tính tiền, lúc tính tiền đi toilet. Em phải đi toilet trước ảnh. Điều lại. Tình trường của em trai thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình nữa. Hai mối tình. Thôi em năm nhá. Dạ mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện đi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Em cần thực chất phạt, thật thà và cái đẹp em không cần lắm. Nhưng mà quan tâm cũng đảm đang một tí thì khá tốt. Và em không thích là làm gì vấn đề bia rượu quá nhiều. Rượu bia em thì chối thì em không uống. Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó.
Thôi em chỉ nói vậy thôi chứ em có nói là phải như vậy đâu, 100% quá. Cần cái gì trong tính cách? Không cần đẹp trai đâu nha. Em lại không thích lăng nhăng. Bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba. À, rồi sao nữa? Chưa xong mà em 7 mối tình anh, sắp đi em mới kể 2 mối tình. Mối tình thứ ba, chàng trai rất là yêu thương em. Nhưng biết em là, ui em nay đi dậy về mấy giờ? Chắc 8 rưỡi, 8 giờ 30, là 20 giờ 30 tối ấy, khán giả. Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn. À, tới đúng giờ đó có bấm thời gian hay sao ấy, hẹn giờ. Đến giờ, đến mua em xin tố, dán đi ăn chè. Một ngày đẹp trời, em đến con nhà con bạn thân. Em nói, ê mày khoe người yêu cho tao coi. Nó không chịu. Vô tình em cầm điện thoại nó, em selfie. Thì em với nhìn thấy mặt nó chả đá, hai đứa chụp chung. Trời ơi, thằng bố mình mà. Rồi xong, hai nó yêu lén và không cho em biết. Chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được. Em thế thôi, bỏ qua đi em. Tình yêu này mới giữ nè. Một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết 7 mối tình cho anh nghe nha. Tình yêu của em thú vị quá. Em toàn quen trai đẹp và hào hoa nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp. Người ta hất mình nhanh lắm, hất. À, có nghĩa là xấu hơn mình đi ha. Cho nên thôi xấu hơn mình đi, xấu dễ xài. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào đám cưới hay là quen chơi nữa? Cưới là phải dàn tiền, phải đợi em dàn tiền nữa chứ em đâu có nhờ gia đình mình để trai đâu. Hả? Cái gì sao? Tiền sao? Tại vì để em dàn tiền nữa. Để dành tiền á dạ. Hả? Đâu có cần, bên nhà trai tao có tiền tao cưới được rồi. Phải một năm để yêu thì sẽ trải nghiệm hai bên làm sao chứ. Đám cưới thì thường khoảng tốn nhiêu tiền? Đơn giản thôi, mời quý cô học viên của em. Em rất là nhiều học viên đến 3 chi nhánh lần và 6 lớp. Và các học viên của em tham gia là được rồi. Nếu em muốn thì hôm đấy mình cho cái đám cưới của mình thành điểm bật luôn, nổi bật luôn cũng được, không sao. Anh chiều em được hết á. Rồi, lấy nhau về là định lập nghiệp ở đâu, ở đây hay là về lại ngoài kia? Dạ, nếu mà lấy nhau thì lập nghiệp ở đây luôn ạ. À, công việc của em hiện giờ có ổn định không? Hiện tại thì là em đang đi về dân ca Ví Dặm, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có kinh doanh. Yeah. Kinh doanh gì em? Em kinh doanh ở online thôi ạ. Vậy mình cùng kinh doanh nhá. Em xin giới thiệu, em cũng kinh doanh luôn ạ. Ai ăn như là bánh bông lan liên hệ em, bột lọc liên hệ em. Và còn nữa, nhưng mà em... bên đây mua bán heo được không? Có. Gì? Heo á? Ừ. Heo để suy nghĩ lại. Em để đồ ăn thôi ạ, đồ ăn thức uống, đồ mặc và mũ bảo hiểm này. Chị em ơi, mũ này tốt lắm nha, có kính luôn nè. Lên đây bán hàng hay lên đây kiếm chồng thì không biết nữa. Rồi em kinh doanh gì? Em online. Dạ em bán giày dép. Mang giày đẹp quá ha, giày dép nam hay nữ? Dạ nam không ạ. Dạ nam không à hả? Dạ. Rồi ok, quá đẹp luôn. Chị thấy cặp này đẹp đôi đó, coi được thì cô gả đi chứ tôi cũng mệt con này lắm rồi. Trời ơi. Em cười cái giọng này anh sợ em không? Không, anh đã nhìn đâu anh thờ, nhưng mà anh thấy cái sự thích, cái sự mộc mạc của lời nói em. Đúng rồi, thủy mị thì coi. Anh qua anh kiểm tra mà đàn gái coi sao thấy nó hơi sao sao đâu hết. Sao cái coi nha. Ai còn nhớ em không? Có mùi áo bảo hiểm của cậu hả? Anh với em gặp nhau rồi à? Kiếp trước mình có gặp ta. Trời ơi. Lúc trước hình như anh cũng đang nuôi heo gặp em đúng không? Không có nuôi heo. À, nhớ chưa? Ủa, tóc em nhuộm hay là nó tự nhiên vậy? Tí nữa cho anh biết. Thấy đàn gái cũng lạ đấy em. Lạ. Đồng lại sóc kiếm đâu ra. Thôi được đó. Mày, có gì mày ăn? Có cô vợ này về chắc cũng vui sớm vui làng lắm đó. Quá vui luôn. Anh khoái cái vụ này rồi đó. À, hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái và bà chị. Xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cách Tường. Chào anh và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen có nhiều anh theo đuổi. Nhưng vì tính chất công việc của chị ấy, không có dành thời gian cho đối phương nhiều. Cho nên mối tình của chị không đi đến. Anh thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ. Tính của anh cũng hiền và vui vẻ, đặc biệt là anh hết hay nữa. À. Chị của con thì cũng rất vui tính. Con thấy anh bên đây rất là hợp với chị của con ạ. Con ơi, nhưng mà bình thường chị con có vậy không? Lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần?
Dạ chị con rất là vui tính. Lúc nào cũng vậy hết hả con? Dạ. Dạ cũng mưa gió rồi gì cũng vui vậy đó hả? Đến lúc chị đi đường ấy, trời mưa to mà hết xăng ấy, thì chị cũng đứng bên đường ấy, chị xin người ta giúp đỡ. Nhưng mà chị tính của chị bộc lộ cách vui vẻ, nhiều người cũng đến giúp lắm ạ. Con nhận hai chị em khác xa nhau. Rồi cảm ơn con nhiều. Hôm nay bạn trai đi với ai nè? Em đi với với là chị ạ. Chú đến đây đông thật là đông, chào bên nam thì mật lòng bên nữ, mà chào quân tử thì lồi đào thuyền quyên. Chứ muốn cho đẹp cả đôi bên, cho tôi chào chúng một tiếng kẻo chào riêng bạn buồn. Wow. Quá là ấn tượng luôn. Luân ơi và con ơi, hai con á, họ thấy rất hợp nhau, hợp cả tính cách và hợp cả con người. Họ chịu, các con hãy bấm cho nhau. Hay quá rồi. Vâng à, con gửi lời cảm ơn à. Rồi, coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi. Nhưng quan trọng là hai em nha không? Mở rào. Quay gặp đi em. Đó. Đây là bốn cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luôn giữ mãi không dám ăn, nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng ăn nó nổi hiểm. Đồ cái... an toàn mà anh chất chạy, lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Đấy, khi nào đua này... với em ha. À, đua không phải không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì có anh nghĩ là. Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử đội xem. Hả? Vừa không chứ? Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó. Hợp với em đó. Đây đội cho. Còn em gái ăn kẹo đi, chứ có chừng hết đáp đó. Không có anh ơi, kẹo mới. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi. Giống xe ôm. Sao nó hợp dữ vậy trời. Rồi, một bên là có mũ an toàn, một bên là ăn kẹo. Kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha. Đi Hàn Quốc có tay 3-4 năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được, được. Thì em ăn một mình sâu đăng chứ. Rồi, bây giờ trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng em phải biểu diễn aerobic để có thể giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai sắp quen như thế nào nha. Được không? Rumba Kid. Hả? Em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba Kid. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba Kid thiếu nhi. Nhảy 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 nhảy. Music. Lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn à? Lấy luôn. Đi về. Đi luôn cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi, đi say xe à. Trời ơi. Vì gặp ăn mà em phải mất hai cái bọc ói đấy. Trời ơi. Ói mà không kể vô đây nữa. Em lên nhìn anh xem rồi thế nào rồi? Phong cách anh em thật đấy. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em vui tính hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào. Một người chồng tự của em yêu cầu những cái gì? Em tăng động và năng động rồi ấy. Thì em cần là biết quan tâm và yêu cho công việc của em. Không cả. Ở nhiều lúc tối nay em có cài dậy, em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Không đi toilet đúng không?
anh nghe hồi nãy hả? Đó, hình như anh nghe hết á. Có cái dài mà anh cũng nghe thấy đúng không? Ừ, anh nghe hết luôn á. Anh này lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố, nhưng mà đó, anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố nè. Ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai nói gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nói cao càng cao càng thích, nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. Nhưng mà cứ song 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 kiếm hợp ích là được. Em bảo ok à. Ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp được một nhau một lần thì em có buồn không, rồi có chịu được không? Đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau. Chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết. À, anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Trước kia có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm. À. Biết chốc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic trong ba kíp em còn làm một vận động viên thể hình. Nói vận động viên thì cũng chưa đúng mấy, nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Úi trời ơi, chuột nào là chuột đó. Em thử em thử coi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ em làm gì nữa sẽ bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? À, đỡ anh với. Hả? Có tiếng gọi là sao không? Đâu, anh đâu có ngửa, để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy mị của em nó cũng có. Nhưng bộ tóc này là dạ. Con trai mà, thích phụ nữ bề ngoài. Ô cô đẹp, chị đẹp, thích, ngắm, nhìn. Bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi. Ok. Vỗ tay lớn hơn nữa đi nào. Và cái này người là gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nữa thì thôi rồi, ngon luôn. Music. Rồi nha, khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu, đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm, tóc thật của em như thế này luôn, suốt ngày 360 thẻ tim búng tim cho người ta không à, nó ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sau sống ảo, sau khi mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc lên, sau đó em lột tóc xác đi. Rồi em lột xác đi. Tóc đen nha mọi người. Ồ, có nhạc kìa, em thích nhạc. Mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn đó thấy sao. Đâu có gì đâu, anh bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Nhưng mà giờ em còn thích con trai không? Hả? Trai đẹp là thích à. Thích mà anh. Em không có anh như vậy đâu, anh đừng có nghĩ phải. Trời ơi, tội nghiệp em. Bình tĩnh em, bình tĩnh, hít thở sâu, phát biểu cảm xúc. Có đôi khi anh hơi sắp một xíu. Dễ thương mà. Đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của Lý Đức rồi mà em đi này. Nhìn hơi ngợp tí. Đấy là một cái mà nhỏ nhỏ em đến đấy thôi. Bởi vì á, con người mình mà một khi mà thay đổi một chút, nó làm ảnh hưởng nhiều người. Khi mà mình thay đổi, mình đã yêu người bạn gái mình rồi, có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề. Mình luôn ủng hộ là được. Còn vấn đề tóc tai đó,
đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi, khi mà em cắt tóc là hết yêu em liền. Không, em vẫn dễ thương đấy. Nói gì nói, cô gái này có gì nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó. Em đã từng nói mà với em không tự tin, nhưng mà với cái đầu óc của em, nếu như có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đi đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo. Về vấn đề kinh doanh, em dư sức cho cái người cái gia đình của mình sống không không phải là giàu hay tỷ phú gì hết, nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi, là em làm được. Nhưng mà do em phải gọi là dẫn cổ đi thôi, chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó. Em vì sợ là cô bạn ấy đưa em đi ấy. Em đưa anh còn đỡ, chứ em mà bác anh lên vai chỉ sợ hôi. Thế chứ anh bị đưa bác còn bác được. Chết rồi. Em trai có gia trưởng không? Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó. Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự tìm hiểu và tôn trọng, chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất cần, nó khác nhau. Bạn gái có sợ gia trưởng không? Cháu có chứ. Em cũng quen, nói chung là nhiều bạn lắm, tính gia trưởng. Nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt, mà vừa thôi, đừng có quá. 60% cũng ok, được 100% là em chạy rồi. Rồi, hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình. Ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự là thật tâm, nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí. Nói em trẻ con, nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui. Nhưng mà đây trẻ con là trẻ con, thực sự trẻ con. Nên em thấy là bạn ấy thực sự là trẻ con, tuy là không sâu thẳm về cái cách ấy, nhưng mà thực sự là trẻ con. Còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em phải thích tóc dài hơn. Nhưng mà tự nhiên bạn ấy cổi ra, bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí. Nhưng mà để em từ từ em lắng xuống cái đã rồi. Trước giờ em toàn quen những anh to cao đẹp trai xong úi. Nói chung là nhưng không hợp. Để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình, chứ không phải lên đây để chơi, để vui cho mọi người cười đâu. Cũng muốn được yêu như người ta chứ. Valentine mà không có một bông hoa. Ý là lên đây tìm để làm Valentine được không? Không phải, ý là mình thấy ghen tị. Mình ghen tị bản thân của mình. Tại sao đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy. Alo cô ơi em đi chơi người yêu. Alo cô ơi em đi bán bông. Trời ơi mình thì đến phòng tập, không có một bóng học viên nào hết. Thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi. Thì quyết định là cứ vai là thai là em ra đường em bán bông với mong bóng mà. Bởi vì sao? Mình là FA mà. Valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Tìm mày đọc á. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa? Kỳ vậy ta? Mà em tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em. Em cần một cái gì đó thùy mị hơn, nhẹ nhàng hơn. Và bạn ấy thiên về cái thể hình, cho nên là em tâm hồn của em không cảm giác không có hợp. Mà gái rất là dễ thương. Dạ em biết. Nói bạn gì ấy nói dễ chứ thương. Thật sự á, anh nhìn cô ấy rất là nữ tính. Nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha. Một người luôn luôn đem niềm vui cho mọi người. Nhưng mà trong sâu thẳm của gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ. Nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình, tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa Valentine. Không, Valentine em sẽ đi bán bông tiếp. Thì sẽ có người đi bán bông cùng em. Nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi, thông cảm và hiểu. Như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Anh là tên không? Em nghe rõ không? Tên trong giấy tờ của anh là Võ Văn Nguyên, sinh năm 1981. Nghề nghiệp thì anh có một cái doanh nghiệp nhỏ nè, kinh doanh về cơ khí. Quê quán thì gốc ở Bình Dương. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì anh thì có vợ, có 2 đứa con trai rồi. Anh ly hôn nay được hơn 2 năm rồi. Ưu điểm ha, ưu điểm của anh ấy thì nói sao ta, có gì ưu điểm ta? À,
Anh thì làm việc thì bên chuyên ngành về bên cơ khí chế tạo máy. Còn vui, nói chung là anh tính hài hước cao lắm, hay là vui vẻ rồi thoải mái vậy đó, hòa đồng vui vẻ, hài hước. Anh tên trong giấy tờ là Võ Văn Nguyên. Anh sinh ngày 17 tháng 1 năm 1981. Anh ấy thì có vợ và có hai đứa con trai. Có vợ rồi á, ly hôn nay 2 năm mấy rồi. Và cái nhu cầu của anh là tìm một bạn thì tốt nhất là có gia đình rồi cũng được rồi, có gia đình rồi á, nhưng mà mong muốn là cũng thích người miền Bắc á. Đúng rồi, nói chung là vợ nuôi một đứa, mình nuôi đứa lớn nay 16 tuổi rồi, nuôi đứa lớn. Có mỗi tháng 1,5 triệu. Được, nếu như thì cỡ tuổi mình thì giờ là đa số thì người ta cũng có chồng rồi, có con hết rồi chứ. Anh sinh năm, nếu cái ngày âm là hình là 80 á, nhưng mà qua tháng 1 năm 81 á. Không, nói chung là chênh lệch nhau vài tuổi cũng không sao hết á. Chung là ghép ghép đôi, người nào thích hợp cũng được thì mình tự tìm hiểu thôi, nhưng mà anh mong muốn anh thích người bên người Bắc hơn. Anh thì người Nam gốc, hiện tại giờ thì nhà anh đây là đang ở thành phố Đồng Xoài của Bình Phước. Nói chung thì phụ nữ thì đừng có cờ bạc rồi là kia gì là thôi được rồi, đừng có mê chơi quá. Được, nói chung là tại vì sở thích mình là mình thích cái người miền Bắc, cái giọng miền Bắc luôn vậy á, nhưng mà giọng Hà Nội, giọng mấy tỉnh người Bắc á, thích vậy á. Nhưng mà nếu người miền Nam thì cũng được, không vấn đề gì, chưa chắc gì Bắc nó hợp, đó là do mình thích vậy thôi. Thích gì Bắc. Chơi ở đâu thì cũng được, ăn thua mình hợp nhau, tìm hiểu hợp nhau thôi chứ. Nói chung thì cái vấn đề này thì cũng khó chia sẻ hết, tại vì mình nói chuyện thì đây là đây là chỉ là buổi cách tin thôi, nhưng mà mình hy vọng là ví dụ lên sóng truyền hình thì mình không có nói ra những vấn đề này, tại vì vấn đề này là vấn đề tế nhị, nó sẽ ảnh hưởng tới con cái rồi này kia nữa. Hồi đó là mình đi làm cũng đi dân công trình, đi làm công trình đồ á, rồi khi phát hiện được là vợ ngoại tình với người khác, mình bắt được trong nhà nghỉ luôn, nên là cũng về rồi giải quyết rồi ly hôn luôn, nay cũng 2 năm rưỡi rồi. Tại vì nếu như mà ví dụ như sau này mà đi đến trường quay hay gì đó thì anh không có nói ra cái vấn đề đó, tại vì sẽ ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng tới những người trước á. Được, anh có ô tô riêng nè.
Dạ, ok, cảm ơn. Ok. Sao chị thấy đầu thôi thế? Em cao lên. Ờ, đúng rồi. Ok. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m6 ạ. Ừ. Rồi, bây giờ chia sẻ một chút giùm chị. Họ tên, công việc, quê quán của mình là gì? Em họ đây là Nguyễn Đức Sang ạ. Quê quán em ở Việt Yên, Bắc Giang ạ. Công việc của em hiện tại thì là em làm bên marketing trên Facebook ạ. Với lại bên bất động sản ạ. Rồi, đang làm ở quận mấy em? Em làm ở ngoài Bắc Giang luôn ạ. Bắc Giang luôn. Vậy thì ghi hình rồi có vào trong Sài Gòn được không? Dạ được, em đi suốt mà. Đi vào trong này nhiều lắm hả hay sao? Dạ vâng, em cũng thỉnh thoảng em vào trong đó ạ. À. Em sinh năm mấy ha? Em sinh năm 95 ạ. 95 mà đi kiếm bạn gái là chừng nào cưới em? Dự định. Duyên tới là cưới thôi chị ạ. Lại là câu nói rất là chung chung nha. Rồi ok, bây giờ chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của em giùm chị, đường tình duyên của mình luôn. Đường tình duyên thì hiện tại chưa có mối tình nào. Còn về điểm yếu thì là như này. Điểm yếu hơi ngại tiếp xúc với các bạn nữ. Lý do? Em thích trai hả? Hay sao? Không, tức là kiểu như là tức là ngại tiếp xúc với các bạn nữ trên 2000 quên mất. Ừ. Kiểu như là các bạn nữ ít tuổi quá ấy. Còn những cái bạn mà xem tuổi thì tiếp xúc rất là ok. Còn em thấy... thì mà em có biết cua gái gì không mà sao giờ? Em toàn được cái cua rồi. Đâu kể vài câu chuyện nghe chơi coi. Có một câu chuyện đó là một bạn sinh năm 99 ở Cần Thơ, tức là em làm việc online ấy, thì khách hàng của em là ở trên các tỉnh đều có, em là toàn bị khách của em toàn tán thôi. Thì là có cái bạn ở Cần Thơ đấy là ấn tượng nhất, bởi vì là thứ nhất là nói cách nói chuyện cũng như là bạn ấy thích trai Bắc này, em thì cũng thích cái Nam ấy các thứ, hai người nói chuyện hợp, nhưng mà do là kiểu như xa ấy, nên là gia đình nhà bạn gái không đồng ý nên là bọn em không đến với nhau. Và từ đó là em cũng không nói chuyện với các bạn khác, bạn kiểu như các bạn nữ mà trên 2000 ấy, mà những cái khách hàng kia thì đa số là các chị ấy toàn tán thôi, bởi vì là các chị ấy toàn lập gia đình rồi mới lại kiểu ly thân ấy. Đó. Khoái em hả? Trời, ly thân mà thích trai thân đó đúng không? Tại vì là em làm việc online cũng thoải mái mà em cũng hiểu chuyện các thứ, mấy chị nhiều khi mấy chị tâm sự ấy, em cũng tâm sự với các chị, nên là các chị thấy gọi là nghĩ em là một người con trai tuyệt vời khi mà thấu hiểu được cái tâm tư tình cảm của đối phương, nên là các chị toàn tán. Ok, bây giờ thích tìm bạn gái như thế nào nè? Em thích tìm một con mèo ạ. Là sao đây? Cụ thể coi. Sinh năm 99. Sinh năm 99. Có gì nữa? Đó. Thứ hai nữa là dễ thương này. Gọi là cùng ngành cũng được. Nhưng mà nói chung là cứ là con gái được chị ạ. Còn về duyên số thì mình tìm hiểu xem là có đến được với nhau hay không. Thì là mình tiến tới thôi. Rồi, ok. Em ở khu vực miền Bắc hay sao? Em ở khu vực miền Bắc ạ. Nhưng mà em thích bạn gái khu nào? Miền Nam được không? Miền Nam cũng được chị ạ. Ôi trời ơi, vậy đã đâu cũng được. Nhưng mà sau đó thì sao? Hẹn hò được hay không nè? Được. Nói chung là vị trí khoảng cách thì không ngại chị ạ. Quan trọng là chỉ cần có lý do thôi. Ừ. Ok em. Rồi được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha. Tuổi rồi là công việc hiện tại của mình đang là gì? Mình đang sinh sống ở đâu và giới thiệu một vài nét về bản thân như là yêu nhược điểm của mình anh nhé. Mời anh ạ. Vâng. Cứ nói thẳng thắn như vậy ạ. Được, đúng rồi. Mời anh ạ. Em là Nguyễn Duy Nguyện ạ, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Anh Nguyện sinh năm bao nhiêu ạ? Vâng, em sinh mùng 1 tháng 5 năm 1982 ạ. Rồi anh Nguyễn hiện tại là đang làm công việc gì ạ? Vâng, em cũng mới sinh sống, học tập, sinh sống và lập nghiệp ở khắp lãnh thổ của mình chút, ở phía Hàn Quốc
khoảng hơn 10 năm em mới về về lại quê hương khoảng 4 tháng nay ạ. Là hiện tại mình có công việc gì không anh, hay Và là hiện tại thì đang ở nhà học di trường cao đẳng Đông y của tỉnh nhà. À, là mình đang đi học. Thế là trước đấy 10 năm ở Hàn Quốc là mình làm gì ở bên đấy? Vâng, thì vừa làm trước là học tập, sau là dạy tiếng Việt cho con em với lại người ngoại quốc ở bên bên Hàn, rồi là cũng là làm vừa là làm công nhân mà cũng là có thời gian làm quản lý của bên Hàn phía Hàn ạ. Nhưng mà cũng có thời gian nữa là dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc với lại người người con em người Việt Nam mình ở bên phía con em người Hàn mà học tập tiếng Việt ở bên phía Hàn Quốc ạ. Bên Hàn là mình ở đâu anh? Ở tỉnh nào? Hay là ở Dạ, Seoul? ở tỉnh Daegu thuộc trường đại học tư nhân trường đại học Kaemin ạ. À, rồi. À, anh Nguyễn là đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ, chưa. Chưa kết Mình hôn mà cũng chỉ mới một lần rung động ở tình yêu đầu cách đây khoảng 18-19 năm ạ. là từ đấy đến giờ là không có yêu ai, không có bất Vâng kỳ ạ. một mối quan hệ nào. Vâng, xác định đi ra lập nghiệp cho nên cũng chưa có yêu thương ai cả. Rồi, thế kể về cái lần rung động đấy thì anh là 18, 19 là chính thức yêu nhau chưa hay là... Chưa, chỉ là sự rung động của tuổi tuổi học sau khi phổ thông thương yêu cô bé hàng xóm thôi, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói. Rồi, thế bây giờ là anh đang muốn tìm một người, một mẫu người như nào anh? À, mình thì không có khắt khe với lại cũng không có cái điểm là chê người này hay người khác người kia, nhưng mà mình rất thích là người ở phía Nam ạ, người phía Nam hoặc là người miền Trung cũng được. Độ Mình thích tuổi thì sao ạ? tính cách và cách sống của con gái phía Nam hoặc là người phía Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ạ. Về độ tuổi thì sao ạ? Độ tuổi thì mình cũng rất thích là được kết hôn với vợ của mình, nếu mà được thuộc thế hệ gần nửa sau của 9X, nửa sau của 9X thì tốt, vì mình thích vợ trẻ một chút để cho vợ vui với con cái rồi dạy con cái cho dễ hơn. Rồi, hiện Vì tại là mình tính cách thì mình sống cũng hiện đại cho nên mình cũng thích sống với người vợ mà mang tính nó cũng hiện đại chút. Rồi, hiện tại là mình đang đi học, là chuẩn bị học xong và làm thêm cái gì hả anh? Vâng, học xong thì nhà mình có bốn đời để đã làm thuốc đông y chữa bệnh cho người dân rồi ạ. Có nghĩa là học xong nếu mình mà muốn ở lại quê hương thì mình quê hương Việt Nam thì mình sẽ làm tiếp cái nghề của cha ông, là mình cắt thuốc chữa bệnh cho bà con, hoặc là mình có thể sống ở bất kỳ vùng nào của lãnh thổ Việt Nam ạ. À, chương trình hiện tại là đang ghi hình ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Vâng. Minh, thì không biết là mình có thể sắp xếp tham gia được không anh? Vâng, bất kể ở chỗ đâu thuộc lãnh thổ Việt Nam mình gọi là mình có thể đến được. Rồi, hôm nay là cái buổi casting đầu tiên thôi, thì khi mà anh được chọn vào vòng trong rồi thì chương trình sẽ liên lạc lại để làm nội dung cụ thể hơn anh nhé. Rồi, cảm ơn anh ạ. Rồi anh Phúc ơi, anh giới thiệu lại về họ tên, rồi là năm sinh, cũng như là công việc hiện tại của mình đang làm gì, mình đang sinh sống ở đâu. Giới thiệu thêm một vài nét về bản thân mình nữa, như là ưu nhược điểm, rồi là tính cách của mình anh nhé. Rồi mời anh ạ. Dạ, em họ tên đầy đủ là Võ Quang Phúc, sinh năm 1992, và công việc của em là kỹ sư công nghệ thông tin và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại thì đang em đang đi công tác ở trên Đà Lạt á, thì có lẽ là hết tháng 11 mới về lại Sài Gòn. Về vậy nó ta ưu nhược điểm đó hả? Thế mặt điểm Đúng mạnh rồi. điểm yếu, điểm mạnh đó là mình là người kiên trì trong công việc và trong mối quan hệ nữa, là người chịu khó, là biết hy sinh và
hướng về gia đình, biết chăm lo cho gia đình. Còn về điểm yếu thì hơi có một chút nhút nhát, rụt rè trước đám đông. Còn gì nữa ta? Điểm mạnh, điểm yếu rồi gì nữa? Mình có tật xấu đâu không ạ? Tật xấu hả? Tật xấu thì cũng không không hẳn là tật xấu, vì cũng không có cái gì, tại vì bạn bè đánh giá thì thấy mình không có cái gì gọi là tật xấu ấy. Thì có thể là trong cái sự chấp nhận của mọi người thôi, chứ còn mình cũng không thấy là mình có cái gì nó gọi là xấu xa hay là tật xấu nhé, tại vì mình cũng tập trung vào cái công việc nhiều và cũng biết lo lắng cho mọi người, tức là trong các mối quan hệ bạn bè thì mình cũng hay thăm hỏi và hay có cái sự quan tâm đến mọi người, cho nên là cũng không có mình cũng không 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 rõ lắm về cái gì nó xấu nhất của mình. Rồi anh Túc, là anh chia sẻ một chút về câu chuyện tình cảm trong quá khứ đi ạ, mình từng yêu ai chưa ạ? Dạ có một cái câu chuyện, cái mối tình mà sâu đậm nhất đó là cách đây 4 năm, 5 năm, thì bạn đó là một người giáo viên, và lúc đó thì mình cũng mới đi làm, mà mình tại vì cuộc sống ở trọ, bạn đó thì người con một ở gia đình Sài Gòn, và lúc đó mình mới ra trường, mình đi làm thì lương rất là thấp, và mình cũng ở trọ nữa, cho nên là cũng khá là tự ti ở trong cái mối quan hệ đó, nên là mình không có dám bước xa hơn. Cho nên là sau đó thì yêu nhau được hơn 1 năm, thì sau đó thì mình cũng dần để cho nó giữ khoảng cách, thì bạn đó bạn hiểu cái điều đó, nên là sau này chia tay và cũng không có gặp lại nữa. Rồi thì hiện tại là mình đang muốn tìm một người như thế nào ạ? Sorry, mình tắt cái camera một chút xíu nha. Hiện tại thì mình muốn tìm một người có một số cái tiêu chí thôi, nhưng mà thứ nhất đó là về độ tuổi thì khoảng tầm 20, 24 đến 28, nghề nghiệp thì mình ưu tiên cái nghề là giáo viên hoặc là thuộc cái mạng giáo dục, thì cái đó là ưu tiên thôi, chứ còn nghề nào thì cũng được. Về bề ngoài thì nhìn trông dễ thương một xíu, cao khoảng 1m55 trở lên, và tính cách thì mình thích cái kiểu người con gái đoan trang, thùy mị, và cái người biết chăm lo cho gia đình, biết quan tâm đến người khác, chung thủy, hiền hậu, siêng năng, vâng vâng. Và một cái điều mình cũng thích đó là làm việc bác ái cho những người mà khó khăn đó. Thì nếu mà có cái tính cách đó thì tốt. Và mình cũng thích một người theo đạo Công giáo. Về quê quán thì mình thích miền Nam hơn, và nếu mà người Sài Gòn thì càng tốt. Dạ, ok. Chương trình ghi nhận thông tin mình chia sẻ nha anh Phúc nhá. Thì có gì khi mà mình được chọn vào vòng trong rồi, cũng như là tìm được cho mình cái người phù hợp rồi, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình. Lúc đấy thì sẽ làm nội dung cụ thể hơn anh nha. Rồi cảm ơn anh là hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi anh Tuấn có nghe rõ chương trình nói không ạ? Có, chị nghe rõ.
Mình giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết anh nhé. Mình tên tuổi là gì này, hiện tại mình đang làm công việc gì, mình đang sinh sống ở đâu. Mời anh. Chào Đăng Trần, mình là Tuấn, hiện sinh sống làm việc ở Nha Trang. Công việc của mình là văn phòng thôi. Anh Tuấn là sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 90 ạ. Mình làm văn phòng, cụ thể là mình làm cho công ty nào anh? Công ty cà phê ở Nha Trang chị ạ. Anh Tuấn chia sẻ về bản thân đi ạ, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm mạnh thì mình thì cũng thích thể thao, cũng biết quan tâm chia sẻ, cũng nói chung là Mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi, mình từng yêu ai là từng kết hôn chưa ạ? Tình cảm thì mình có mối tình trước đây là 3 năm, vừa rồi là không đến được với nhau. Lý do vì sao lại không đến được với nhau thế ạ? Tức là kiểu như cô ấy muốn nói chung là muốn chiếm toàn bộ cái sự quan tâm và và kinh tế của mình cho bên nhà mình á, nên mình quyết định là không có cưới nữa, mình hủy cưới á. Rồi thì bây giờ là mình đang muốn tìm một mẫu người như thế nào anh? Thì cũng thì có công việc ổn định là được rồi, với lại cũng ngoài cũng hơi có nét dở nhìn chút. Chương trình thì ghi hình ở trong Sài Gòn, thì không biết là mình ở Nha Trang thì mình có tiện bay vào để ghi hình được không ạ? Thì nếu mà được thì chắc chắn mình sẽ bay vào thôi. Rồi, thì chương trình hôm nay mới chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình tìm được người phù hợp cũng như là mình được chọn vào vòng trong ấy, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình để mà làm nội dung cụ thể hơn anh nhé. Thì buổi phỏng vấn của mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn chị nhé. Cho chương trình biết về những cái thông tin cơ bản của anh trước, thông tin cá nhân trước như là tên tuổi này, công việc hiện tại của mình này, rồi là mình đang sinh sống ở đâu, giới thiệu thêm một vài nét về tính cách của bản thân, ưu nhược điểm. Mời anh ạ. Dạ, em tên Trương Hoàng Phương ạ. Sinh ngày 20/4/1988. Hiện đang ở sinh sống ở Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chị. Và hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Techcot dân khu công nghiệp Cột Nhân Trạch, Đồng Nai. Công việc của em thì là công việc giao hàng cho công ty đó chị, gọi là bộ phận shipping đó. Tính tình của em thì hòa đồng, dễ chịu, hòa đồng, dễ chịu, vui vẻ. Rồi, mình có ngoài tính tình như vậy ra thì mình có điểm mạnh điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em á thì hay hoạt bát, hay giúp người, với lại nếu mà gặp cái đối tượng hay là bạn bè đó, em rất là nhiệt tình đó chị. Còn điểm yếu thì có nhiều cái sợ, như sợ độ cao hay là sợ bò sát. Sợ bò sát là sợ con gì, cụ thể là rắn hay là sao? Dạ đúng rồi, sợ rắn đó chị. Rồi, anh Phương sinh năm 88 là đã từng kết hôn chưa ạ? Mình kể về chuyện tình cảm trong quá khứ của mình đi ạ. Dạ, em thì chưa có kết hôn chị, nhưng mà cũng có quen một hai mối tình rồi chị. Lý do vì sao mà mình không đi tới hôn nhân được với cả những cái mối tình đấy hả anh? Dạ, do bạn nữ đó cảm thấy mình không hợp với chị nên người ta không có tiến tới hôn nhân. Rồi hiện tại là mình đang tìm một mẫu người như thế nào ạ? Dạ em tìm mẫu người cũng như là một bạn nữ nào đó, là nói chung là không cần phải xinh cho lắm, nhưng mà chỉ là cần biết nấu ăn, biết dọn dẹp, chăm sóc gia đình, vậy là được rồi chị. Rồi cảm ơn anh Phương đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi. Khi mà chương trình tìm được cho mình cái người phù hợp rồi thì chương trình sẽ liên lạc lại để mà làm nội dung cụ thể hơn với mình anh nhé. Dạ, cảm ơn chị.